Vâng, thưa Đức cha cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa rồi đó thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có đi sang Âu Châu và có gặp Đức Giáo Hoàng. Thì dường như là cái tình hình quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam có vẻ như là tiến triển. Thì Đức cha có thấy cái điều đó không? Và liệu rằng là trong tương lai gần ở Việt Nam sẽ có một vị khâm sứ tòa thánh sẽ được về Hà Nội mở văn phòng trở lại hay không? Có hy vọng như vậy không, thưa Đức cha? Cái đó nó nằm trong tiến trình mà cho đến hôm nay cái sự hiện diện của Tổng giám mục Israeli tại Việt Nam thì đã giúp cho cả hai bên được dễ dàng hơn. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ thực hiện được điều đó. Một số người nói thì vấn đề đó còn lệ thuộc nhiều ở người bạn phương Bắc, anh láng giường phương Bắc. Tức là Đức cha muốn đề cập tới phía bên Trung Quốc. Vâng vâng Vâng, đó là vâng vâng. nhưng mà hôm nay có rất có thể trong cái bối cảnh hôm nay thì cái chuyện đó Việt Nam có thể quyết định mà không có lệ thuộc hay không có liên hệ đến cái chính sách của Trung Quốc đối với Vatican. Và tôi hy vọng rằng trong một tương lai ngắn thì có thể là có sự thực hiện được cái bang giao giữa Vatican với Việt Nam. Nhưng mà đối với những người công giáo chúng tôi đó thì chúng tôi cũng xác định là không đánh đổi cái tương quan đó và cái tương giao đó bằng bất cứ giá nào. À vâng, Và vâng. tôi cũng có nhắc lại một số lần và ngay trong những lần nói chuyện với Đức Khâm Sứ đó, thì chúng tôi thì bản thân tôi cũng nói như vậy và một số giám mục cũng nói như vậy. Vâng, thưa Đức cha vừa nói đến cái vấn đề là hợp tác nhưng mà không phải là bằng bất cứ Giá nào? giá nào. Và nhưng mà đồng thời thì trong cái lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục đưa ra trong cái mấy ngày vừa qua liên quan đến cái biến cố ở Biển Đông đó, thì có một cái điều là để chứng tỏ rằng là giáo hội công giáo luôn luôn hướng về Tổ quốc và muốn mọi người công giáo Tổ quốc, như là trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa bình do Đức cha làm chủ tịch, đều kêu gọi cái sự hy sinh cũng như là đóng góp bảo vệ Tổ quốc của người công giáo Việt Nam. Thế thì trong cái này có một cái lời mà Hội đồng Giám mục đưa ra kêu gọi một cái buổi lễ cầu nguyện. Và thưa Đức cha, ở trong đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có nói rằng là: Hội đồng Giám mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn dân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát hải giám Việt Nam bị thương, theo như sáng kiến kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria của Đức Thánh Cha Francisco ngày 7 tháng 9 năm 2013. Thưa Đức cha, ở trong này có cái chữ sám hối. Thế thì không hiểu là Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn ai sám hối, thưa Đức cha? Muốn người giáo dân mình sám hối trước đã. Vâng. Vâng, thì vì để mà Chúa nhận lời thì chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phải sám hối, mỗi cá nhân sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, cộng đoàn sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, giáo phận, tỉnh, đất nước sám hối. Vì vấn đề mà xảy ra và đẩy dân tộc vào cái hoàn cảnh hôm nay, rất nhiều người phải sám hối. Từ những người thất phu cho đến những người có trọng trách trong chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một lần mà chúng tôi mong rằng người giáo dân chứng tỏ rằng mình là người công giáo và là người công dân. Và chúng tôi cũng hãnh diện là trong lúc này những cái người mà băn khoăn cho độc lập, tự do và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, phải chăng là một số cơ quan, một số đoàn thể công giáo lên tiếng công khai. Và như vậy thì cũng kêu mời những nhà hữu trách cũng lấy quyết định rõ rệt hơn trong chuyện này. Và ở đây thì chúng một lần nữa tôi thấy rằng chúng tôi muốn
hỗ trợ và đồng hành với các nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, những người lính và đã can đảm để bảo vệ được lãnh thổ của mình. Ước mong rằng những người hữu trách có quyền quyết định cũng can đảm để đưa cái vấn đề Biển Đông ra quốc tế để làm mạnh hơn, chứ không ngừng lại đó. Vì nếu ngừng lại đó thì chắc chắn rằng cái giàn khoan đó sẽ hiện diện và lúc đó chúng ta đang mất dần lãnh thổ. Vâng, thưa Đức cha, trước khi mình kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì thưa Đức cha có thể cho khán giả biết đây là hai cái tài liệu lịch sử rất là quý giá về vấn đề Biển Đông của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và do Đức cha làm chủ tịch và phát hành ở Hoa Kỳ. Và thưa, làm cách nào để mà cho khán giả người ta tìm được các cái tập tài liệu này? Họ mua ở đâu? Họ tìm thấy ở đâu? Cái tập tài liệu này thì do nhà xuất bản Trí Thức. Vâng. Ở Viện Biển Việt Nam cơ. Việt Nam. Vâng. Còn cái tập tài liệu Công lý và Hòa bình trên Biển Đông thì do Phong trào Giáo dân. Tôi cũng không biết là mua ở đâu, bán ở đâu. Vâng. Và ở đây có một cái điều thì không đúng. Có lẽ là quý anh đó muốn để cho quảng cáo cuốn sách thì họ đề là Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nhưng mà không phải tôi là tác giả, mà trong này có cả những người có nhiều tác giả khác nhau. Và tôi chỉ là người chủ biên thôi, đứng ra chủ biên cái đó. Thì thành thử ra đây có này, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, rồi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, rồi Đinh Kim Phúc, nghiên cứu viên ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học Mở, Sài Gòn. Rồi tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. Rồi thạc sĩ Hoàng Việt là giảng viên trường đại học luật ở Sài Gòn. Rồi Phạm Hoàng Quân là nhà nghiên cứu độc lập. Thì chúng tôi quy tụ một số anh em. Xin cảm ơn Đức cha nhiều lắm. Nhân dịp này tôi xin tặng anh Phạm Trần và tất cả những người cộng tác viên của anh. Bức tượng Đức Mẹ Việt Nam mà sau đây do tôi để tặng. Cảm ơn Đức cha nhiều lắm. Và đây là cái hình ảnh rất thân thương. Trong cái hoàn cảnh đất nước đang gặp khó khăn, thì ngoài vấn đề tranh đấu chuẩn bị của chúng ta, có những lúc phải chăng chúng ta chỉ dựa vào niềm tin, dựa vào đấng linh thiêng. Thì cái hình ảnh của Đức Mẹ, người mẹ của Đức Giêsu và người mẹ của chúng ta, cũng như hình ảnh của Đức Phật Bà Quan Âm đối với người dân Việt Nam, đó là những ngành thân thương. Mong rằng Ngài sẽ đồng hành với dân tộc, đặc biệt với những người lính biên phòng và những người lính đang gặp khó khăn, đang hy sinh trong giai đoạn này. Thưa Đức cha, xin thay mặt cho anh chị em bản tin Hoa Thịnh Đốn, xin thành thật cảm ơn Đức cha đã cho một món quà rất là quý giá và rất là ý nghĩa. Và thưa quý vị khán giả vừa theo dõi một cuộc phỏng vấn rất quan trọng và đặc biệt của chúng tôi với Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Ngài là giám mục địa phận Vinh, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài sang Hoa Kỳ kỳ này có những cái công việc riêng và công việc của giáo hội. Và chúng tôi rất được hân hạnh và rất đa tạ sự chấp thuận của Ngài để cho chúng tôi phỏng vấn về những cái vấn đề sôi nổi của đất nước, đặc biệt là biến cố sự cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Cộng ở trên Biển Đông, cũng như tình hình nhân quyền, tôn giáo, tự do và các vấn đề xã hội khác. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.